Rồi, chào mọi người, hôm nay shop lên tiếp cho mọi người một lô máy mọi người. Thì lô máy này gồm 39 máy, có những máy như Daiwa Seatech, Shimano Twin và những con máy Twin LF. Rồi, để shop vô cụ thể từng máy cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗ không clip shop lên á thì anh em cứ gọi về cho shop. Rồi, cảm ơn mọi người. Lên máy thứ nhất cho mọi người xem. Thì máy số 1 và máy số 2 là hai máy mọi người. Hai máy giống nhau. Thì đây một con máy số 1, một con máy của Michelin. Thì Michelin là một thương hiệu của Pháp nha. Đó, là một bên sống. Thì con này dòng đời cao rồi, con này chỉ ba mặt đạn, có ABS đầy đủ nha, máy cũng rất là đẹp luôn. Đây ba mặt đạn, giá tiêu của nó 5.1.1. Đó. Thì con này có xe tương đương gây tập khoảng 2000, cứ số 2 gây được 150m. Đó, hàng Michelin. Máy thì hoạt động im bực rồi. Đó, hai bếp đầy đủ nha mọi người, pha chính nè. Đó, hoạt động mượt mà, quay ngược ok, quay tới ok. Đó, có là có nhựa nhá, có nhựa carbon. Đây, cốp nó lấy ra thế này. Đó, rất là độ độc nha mọi người. Đó, thì anh em siết mô bên cũng được. À, đấy, mô bên sống nha. Tổng thể máy đẹp. Rồi, giá con máy số 1 giá là 250k nhé. 250k máy số 1. Tiếp theo máy số 2 quán quậy, một con máy Michelin 2000. Đó, con này cũng mới keng xà beng luôn, ABS đầy đủ, ba mặt đạn, hoạt động chân chu. Đó, đây, hoạt động im mượt nhé. À, dính xe 2000. Rồi, giá công khai máy số 2 giá quán là 250k nhé. Tiếp theo máy số 3. Máy số 3 lên cho mọi người một con máy Daiwa LF. Thì đây một dòng máy LF của Malaysia, xuất riêng cho thị trường Nhật nhé. Con này một con LF 2000. Thì máy 2000 Shimano thì cứ số 2 sẽ vô được 150m nhé. Máy thì hoạt động rất là mượt nè. ABS đầy đủ nha, pha dính nha. Đó, về chân trù nha, không lỗi lầm. Lấy cước ok. Con lăn còn đẹp nha mọi người. Thì tổng thể máy thì ngoại hình còn tương đối sáng. À, không có xuất sắc gì nhiều. À, có xuất sắc li ti lông mèo thôi. Đây cũng như mấy chỗ này. À, thì anh em có chốt thì báo shop, shop chụp hình cận cảnh để cho mọi người xem nha. Đây trước vài điểm. Thì cối của nó thì nó sẽ ba thông số rồi. Nó chỉ còn chữ LF 2000 thôi. Đó, mô bình là mô bình sống. Nghe cũng rất là đã. Máy Malay. Hoạt động chân chu. Đó, mượt mà. Rồi, giá công khai máy số 3 giá là 1.1 triệu nha. Máy có nút châm dầu cho mọi người luôn. Máy số 4. Máy số 4 đây cho mọi người một con máy LF C3000. Máy thì hoạt động trơn tru nè. Đó, thì đây là dùng máy C, dùng máy body nhé. Thì máy 3000 thì cước số 3 sẽ vô được 150m, cước số 4 vô được 110m. Máy có nút châm dầu. Đó, tổng thể ngoại hình thì còn tương đối sáng, máy vẫn có xuất sắc li ti nhé. Đây, xước cái này, xước nha mọi người. Đây, xước dây. Đây, xước sắc nhé, máy có xuất sắc. Đây là hàng đã qua sử dụng nha mọi người. Malaysia sản xuất LF. Những con này quay rất là mượt và khỏe nha mọi người. Bộ bình sống đây cực ok. Rồi, giá công khai cái số 4, máy là 1.2 triệu nha mọi người. 1.2 triệu cộng ship máy số 4. Tiếp theo máy số 5. Máy số 5 là một con LF còn hộp luôn nhé. Còn hộp, túi và sách hướng dẫn. Đó, sách hướng dẫn có luôn. Lông đền cối có luôn. Đó, thì con này một con LF 6000, xe tương đương với 6000 Shimano. Chạy 3 mặt đạn, nặng là 370g, gia tô của nó là 4.6.1. Thì máy 6000 thì cước số 6 sẽ được 150m, cước số 5 sẽ được 180m. Đó, đây thông số PE của nó. Con này thì về chiên về cho anh em nào lua mà dạng lua lóc gừng. Đó, lóc gừng cũng hơi đánh giá thiệt. Chiên về dạng câu ngâm nhiều hơn. Máy to, máy bự rồi. Máy này chiên về câu ngâm, câu lăn xê, câu lục cũng được. Thì một con LF mà lại sản xuất ABS đầy đủ, tổng thể ngoại hình còn tương đối sáng nhé. Đây, vừa bên sóng nè, nghe cũng rất là lạ. Nó có xì xác nè,
vẫn có máy, vẫn có xây xác cho mọi người. Đây, xây xác cái này đó. Tổng thể nhìn còn tương đối sáng, nút châm dầu đầy đủ, hoạt động là chân tru không rõ lầm nhé. Thì sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước thanh toán hết luôn đó. Cứ hàng lỗi mà không giống clip quay thế này nè thì anh em cứ gửi về cho shop nhé. Hoạt động chân tru ha. Đó. Rồi giá số 5, giá là 1 triệu 4 cộng ship mọi người. Máy số 5 1 triệu 4 cộng ship. Tiếp theo máy số 6. Số 6 vẫn lên mọi người, một con LF. Đó. Thì con này một con LF C3000. Cước số 3 sẽ được 150 m, cước số 4 sẽ được 100 m. Thì con này tổng thể ngoại hình còn tương đối sáng đẹp. Đây có nút châm dầu nha. Máy vẫn của Malai sản xuất nha mọi người, Malai sản xuất. Đó. Con lăng cũng còn tương đối đẹp nè. Đó. Bộ bề nghe cũng khá là đầm. Máy thì hoạt động trơn tru à. Đó, không lỗi lầm ha. Đó, im mượt. Mượt ngực ok. Máy tới ok. Đó, ngon mượt, im lành. Rồi, giá cũng khai máy số 6, giá 1.3 nha mọi người, 1.3 cộng tiếp máy số 6. Tiếp theo máy số 7. Số 7 đây cho người vẫn một con LF. Thì con này một con C5000. Đó. Thì con này anh em có thể về câu lóc nè, câu lóc đường, câu giá thiệt, câu ngâm, câu cha, câu chép, câu lăng xê, thoải mái luôn. C5000 thì anh em cứ đánh vô tư. Máy vẫn của Malai sản xuất. Thì máy 5000, cước số 5 sẽ được 150 m, cước số 6 sẽ được 120 m. Máy có nút châm dầu. Con lăng còn tương đối đẹp. Đó. Có xuất sắc dâm. Dâm ở đây một tiếng nè. Đó. Ở đây ok, nước thì cũng toàn tương đối ok, máy thì hoạt động ok rồi, êm mượt nha, không lỗi nha mọi người, ABS đầy đủ, quay ngược ok, quay tới ok, đó, ngon mượt. Rồi giá cũng khai máy số 7, giá 1.4 nha mọi người, 1.4 cộng ship máy số 7. Máy số 8 lên cho mọi người một con máy Shimano Nasit. Thì con Nasit này hai cõi nha mọi người, một cõi 2500 cõi nông và một cõi 2500 cõi sâu. Đó. Đây. Máy thì hoạt động rất là mượt rồi. Đó. Nhưng mà cái cõi sâu này nè, chỗ này nó có bị xước 1 tí nha mọi người. Đó. Xước 1 tí đây. Đó. Không ảnh hưởng gì ha. Cõi nông thì đẹp đẽ rồi, sạch sẽ. Đó. Thì thông số của máy có nông thì máy số 1 cho được 110 m nhé, số 0.8 cho được 150 m. Thì cõi sâu thì cước số 2 chỉ được 150 m, cước số 3 sẽ được 115 m. Đây một con máy Nasit có nút châm dầu, hàng quảng hàng của Malai sản xuất nhé, hàng xuất Nhật, hai cõi nha mọi người. Đó. Con này về cho anh em nào thích hợp câu lua, tùy vào địa hình là anh em cứ lắp cõi vào lua thôi. Thì cõi này nó sẽ tương thích với máy luôn nha mọi người. Đó, máy về sau thì shop sẽ để dễ cho mọi người luôn. Tháo ra đổi mọi người. Thì máy này có xuất sắc li ti nhé. Máy vẫn có xuất sắc li ti. Lắp có nông về vô kêu khá là tanh nhé. Này rất là đã luôn. Đó. Anh em nào đánh nháy hơi thì lấy có nông đánh. Đánh nháy thật thì lấy có sâu đánh. Vô tư nhé. Máy hoạt động êm mượt rồi. Không lỗi lầm. Rồi giá cũng khai máy số 8, giá 1.3 nhé, 1.3 cộng ship máy số 8. Đây lắp cỏ dưới đây. Tiếp theo máy số 10, máy số 9. Máy số 9 lên cho người vẫn là một con Shimano Nasit. Thì con Nasit này một con Nasit 4000 nhé, Shimano Nasit 4000. Một quyền đây, một bên kia cũng rất là ok ha. Đó. Máy của Malai sản xuất. Máy còn đẹp nha mọi người. Nút châm dầu đàng hoàng nè. Đó. Phần bên này thì không bị xước nè, bên đây thì nó bị xước dâm cái này một tí. Còn lăng nó bị xước dâm nè, đó. Thì máy 4000 thì cước số 4 sẽ được 150 m. Đó. Với máy 4000 thì anh em có thể câu ngâm, câu lăng xê, câu lua thoải mái nha. Đó. Máy thì hoạt động rất là mượt. Thì shop bán hàng thì cho mọi người kiểm tra hàng trước thanh toán nha. Đó. Nút châm dầu đàng hoàng. Đến đây thì nó không bị xước gì hết, tổng thể ok. Rồi giá số 9, giá 1.4 nha mọi người, 1.4 cộng ship máy số 9. Tiếp theo máy số 10.
Máy số 10 lên cho người một con Nasus. Thì con này Nasus 2000 nha mọi người, 2000C, máy từ cao. Máy làm body rất là nhỏ luôn, ra tầm khoảng hơn 3 ngón tay, chưa tới 3 ngón tay nữa nè. Đó, rất là nhỏ gọn. Thì con Nasus này thích hợp với anh em về câu cảm giác, câu ISO. Đó, câu cần tay chở máy, anh em câu luôn. Đó, máy hoạt động rất là mượt luôn. Đó, siêu mượt luôn mọi người. Đó, thấy không? Adapt phá đầy đủ rồi. Phải được chiều phá về chiều đầy đủ, rất là mượt. Thì đây là một con Nasus của Malaysia sản xuất nhé, Malaysia sản xuất C2000. Thì cước số 2 sẽ vô được 150m, cước số 3 sẽ được 100m nhé. Máy còn rất là đẹp. Đó, con này về anh em có thể câu chẻm cũng được, đánh nước mặn cũng vô tư. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, giá công khai máy số 10, giá 1.4 nha mọi người, 1.4 cộng ship máy số 10. Tiếp theo máy 11. Máy 11 lên cho mọi người một con máy Abu. Thì con này Abu là một con Abu tay quay đôi nha. Con này chuyên về câu lua cho mọi người nha, câu lua. Thì con này 2500, xây chuẩn 2500 luôn. Đó, cước số 2.5 chỉ là 150m. Cước số 3 sẽ vô được 100m. Cước B số 2 chỉ được 150m luôn nha mọi người. Đây. Mô pin là bộ pin sống nè, lấy cước ok. Thì máy này bán thì có tặng cước theo kèm cho mọi người nhé, con lăng đẹp. Thì máy này lấy về là dạng máy trưng bày, máy mới 100% nhé. Thì Abu á, thì đa phần là hàng của China sản xuất hết nha mọi người. Đó, chỉ những con Abu đời mới bây giờ là còn toàn bộ là của China sản xuất. Đó, thì máy này shop lấy từ thị trường Nhật về nhé, chứ không phải là dạng máy cho nổi. Máy rất là khỏe và mượt. Đó, tay quay đầu nhé, tay quay đầu thích hợp cho anh em là câu lua rồi. Đó, cứ chụp vô là dính nè. Đó, chụp tay vô là dính. Máy hoạt động rất là mượt, ABS đầy đủ. Rồi, giá công khai máy số 7, giá là 700k. Đó, máy số 11, máy 11 là 700k nha mọi người. Máy chạy 4 mặt đạn nhé, 4 mặt đạn. Tiếp theo máy 12. 12 lên mọi người vẫn một con Abu Cardino thế hệ 3. Đó, thì con này một con Abu Cardino 5000, nhưng mà có xây con này xây tương đương ra tập khoảng 6000 nha mọi người, 6000 Shimano. Cước số 6 sẽ được 150m, BE số 3 cho được 240m. Thì con này về cho anh em nào câu ngâm nè, câu lăng C. Anh em nào tay to một tí thì có thể câu lóc, câu lông giá thiệt. Tay quay núm tròn nè, rất là đẹp. Tổng thể máy thì máy mới 100% nhé, máy mới 100%, cõi là cõi kim loại, tặng dây theo cõi cho anh em luôn. Máy cũng còn, máy rất là đẹp ha. Máy thì hoạt động trơn tru rồi, đó. Cái ABS đầy đủ, hoạt động trơn tru, rất là mượt. Tha dính, máy tới ok, đó. Rất là im nha mọi người. Êm mượt luôn. Rồi, giá công khai máy số 12, giá là 800 mọi người, 800 cộng ship máy số 12. Tiếp theo lên mọi người là một con máy số 13, một con Abu. Thì đây một con Abu Super. Một con Abu Super. Đó, một con Abu Super, máy con hợp nhé. Máy cao cấp của Shimano, của Abu. Thì máy này có hộp sắp hướng dẫn lông đền. Đó, đi theo kèm đồng đền phụ của nó đây. Thì con này nó sẽ chạy là 5 mặt đạn, ca tiêu của nó là 6.2.1. Và máy này nó có xây tương đương ra tầm khoảng 3000 nha mọi người. Cước số 2 cho được 240 220. BE số 2 sẽ vô được là 220 220 20m. Đó, BE số 2. Cước thì cước 0.3 0.33 thì vô được 150m. Chạy 5 mặt đạn, tải mát của nó là 5 kg nhé. 5 kg thì anh em dìu con cá tầm khoảng 10 kg đi, vô tư. Đó, một con Abu hàng China, xuất từ thị trường Nhật nha mọi người. Đó, con này lại bán cho thị trường Nhật nhé. Đây, những nước nó xuất đây. Đó, thì máy thì rất là đẹp đây. Đó, là máy cao cấp của Shimano. Đây qua của Abu, núm tròn nè, ta quay núm tròn. Đó, ta quay đây, ta quay kim loại nhé. Máy đây. Tiếng mô bình cũng nghe rất là đã.
Máy rất là đẹp luôn, máy mới 100% nhé. Thì máy mới thế này thì nó ABS đầy đủ rồi, công nghệ đầy đủ hết, hoạt động thì trơn tru rồi. Đó, rất là mượt nha. Đó, mượt mà. Rồi, giá công khai mã số 13, giá 1 triệu 5 mọi người, 1 triệu 5 mã số 13. Tiếp theo mã số 14, 14 lên cho mọi người một con máy của Shimano. Một con máy Shimano Beros Beto gì nè. Đó. Shimano Beto. Thì con này là một con máy Shimano Beto 6000. Máy của Mala sản xuất. Thì chỉnh tối của nó sẽ mắc thông số hết nè. Đó. Máy này máy của 6000 Shimano nha mọi người. À, máy thì ABS đầy đủ rồi. Đó. ABS đầy đủ nha, khá là dính nha. Máy 6000. Con này về cho nên là có lăn xê, có ngâm. Đó. Thả ga luôn, máy hoạt động rất là mượt. Vô bên kia nè. Rất là đanh nha. Lấy cước ok. Đó. Shimano Beto 6000. Máy tổng thể nhìn còn rất là ok luôn, còn khá là sáng. Rồi, giá công khai máy số 14, giá một giá 750k nha mọi người, 750k cộng ship máy số 14. Cho mọi người một con máy số 15. Máy 15 lên cho mọi người một con máy Daiwa. Thì đây là một con máy Daiwa Lobiat 2506 mọi người, 2506 máy ABS cốt trợ lực. À, hàng này hàng của Nhật sản xuất nhé. Đó, một trong những dòng Lobiat đời đầu. Thì dòng đời đầu rồi, hoạt động thì ok, mượt mà. Đó. Thì đây là một con máy có nông, thì BE số 1 á, sẽ được 110m. BE 0.8 sẽ được 140m nha. Máy hoạt động rất là mượt. Đó. Những con này chuyên về cho anh em dạng câu nháy hơi nhiều hơn. À, câu nháy hơi, câu mồi giả, lùa chẻm. À, muốn làm bên sóng. Đây cước ok ha. À, cước bật khá là mạnh. Tổng thể ngoại hình thì còn đẹp đây. À. Rồi, giá công khai mã số 15, giá thanh lý 1 triệu 4 nha mọi người. 1 triệu 4 cộng ship mã số 15. Tiếp theo mã số 16. 16 lên mọi người một con máy của Daiwa. Đó. Đây là một con máy Daiwa Tourmaline. Đó, một dòng máy Tourmaline. Thì máy có xuất sắc rất là nhiều luôn nha mọi người. Đó. Đây, xuất sắc nha. Xuất sắc. À, máy thì xương sát rồi, xước sát tương đối nhiều. Con lăn đây, à, con lăn ok nha mọi người, vẫn lăn nha. Thì tournament thì cũng có cốt trợ lực thôi, à, quay thì tương đối ok, à, quay mượt mà ok nha mọi người. Rồi giá thanh lý máy số 16 luôn, giá là 700k thôi, 700k máy số 16 nhé. Thì con này nó có xe tương đương là 2.500 nhé, cước số 2 xe tương đương ra tập khoảng 2.000 thôi, cước số 2 chỉ được 150m, cước số 3 chỉ được 100m nha mọi người. Đó. Tiếp theo mã số 17, máy 17 lên cho mọi người một con máy Daiwa Emblem, một dòng máy của Nhật sản xuất. Thì con này chạy là 5 mặt đạn nhé, chạy 5 mặt đạn, GTO của nó là 4.8.1, tải mát là 8 kg, nặng là 275 g. Thì con này xe tương đương 2.000, cứ số 2 như là 150m, cứ số 3 như là 100m. Thì máy thì còn hộp nè, còn túi nha, sẽ cũng dẫn. Máy thì mới keng xà beng, mới rất là mới. Con này theo shop đánh giá ra tầm khoảng 95-96% nhé. Đây. Rất là mới luôn. Một hàng của Nhật sản xuất. Mercedes-Benz. Hàng này mới như thế này thì rất là hiếm trên thị trường này. Đó. Đây. Bộ đàm mua sống. Nó còn miếng siêu ở đây luôn nè. Đó. Hoạt động thì ok rồi. Nhá, những máy này hoạt động ok. Rất là mượt. ABS đầy đủ nhé. Được ok. Cái tải ok. Đó.
Rồi, giá công khai máy số 17, giá 1 triệu 5 mọi người, 1 triệu 5 cộng ship máy số 17. Tiếp theo qua đây. Đây là 4 con máy kit nhé. Tiếp theo máy số 18. 18 đây cho mọi người một con máy Daiwa kit. Thì đây một con Daiwa kit Palm. Đó. Một con Daiwa kit 2000. Thì kit 2000 thì nó xây chuẩn là 2000 của Shimano luôn nhé. Đó. Cước số 2 thì được 150m, cước số 3 thì được 100m. Thì kit này của Thái Lan sản xuất nhé, Thái Lan sản xuất. Mua bên là kêu rất là đã nha. Mua bên còn rất là mới luôn. À, nó đổ núm này màu xanh nè, đổ cái xanh này màu xanh. Đó. Con này mà về anh em vô dây bít bun màu xanh cái nữa là hết chơi, rất là đẹp. Máy thì tổng thể có xây sát nha mọi người, xây sát nha. Máy xây sát thì sắp bảo anh em xây sát đây, cũng xây sát cái này dạng chốc sơn nhẹ thôi, nhưng mà tổng thể hoạt động nè, hoạt động rất là mượt nha. Con này anh em về mà câu nhai nhai hơi có màu giả lua chẽm là khỏi bàn. Đó, rất là im. Anh em có thể câu cá chê, câu cá chép dịch vụ cũng được, rất là ok luôn. ABS đầy đủ nha. Đó, hoạt động mượt mà. Rồi, giá công khai mã số 18, giá 1 triệu 5 mọi người, 1 triệu 5 mã số 18. Tiếp theo mã số 19. 19 lên cho mọi người quẳng một con máy Daiwa Kit. Thì đây là một con Daiwa Kit 2500. Ở 2000 chứ, Kit 2000. Con Cardia Kit 2000. Thì 2000 thì có xe tương đương chỉnh là 2000 của Shimano luôn. Cước số 2 giờ được 150m, cước số 3 giờ được 100m. Thì tổng thể ngoại hình đây, đó, nó có xước sát nè, chốc sơn ha. Chốc sơn chỗ này nữa, xuất sắc, nhưng mà hoạt động ok, máy của Thái Lan sản xuất nha mọi người. Đó. Đó. Máy thì hoạt động đây, im là im thì thầm luôn, đó. Rất là mượt nha mọi người, quay được ok nè, đó. Về tới ok. Thì vẫn vậy thôi, máy này chuyên về cho anh em nào câu nhái hơi, câu chẽm, câu cá chê, câu cá chép dịch vụ. Mùa bình cũng nghe các bạn vui tay đó. Rồi, giá công khai máy số 19, giá là 1 triệu 5 luôn ngay, 1 triệu 5 cộng ship máy số 19. Máy cũng thể ok. Tiếp theo máy số 20. Máy 20 lên cho mọi người là một con Daiwa Kit Cardia 2500. Đây là dòng máy Daiwa Kit Cardia 2500. Loại này thì nhiều anh em kiếm nè, vì nó dạng cũng dạng vừa vừa mà vừa đánh luôn. Đó, thì con này có xe tương đương là 3000. Cước số 3 dưới được 150m, cước số 2 dưới được 200m. Thì con này về cho anh em nào chuyên về câu lóc nè, câu chẽm, rất là ok luôn, chuyên về luôn. Đó. Máy rất là đẹp ha. Đó. Anh em có thể câu ngâm cũng được. Máy của Thái Lan sản xuất. Thì đây nó có xe sát cái này một tí nè. Đó. Phần bên đây thì cũng tương đối đẹp nè. Dưới đây thì đẹp. Đó. Dưới đây thì ok hết nhá. Nói chung thì tổng thể máy có xe sát vài điểm thôi. Đó. Chứ ngoại hình thì cũng còn rất là ok. Ngoại hình tầm khoảng 93-94%. Hoạt động ok nha mọi người, hoạt động im mượt nha. Đó, ngon lành. ABS đầy đủ ha, hoạt động im mượt, ABS đầy đủ. Quay ngược ok. Đó. Quay tới ok. Đó, ngon lành. Chân tru luôn. Rồi, giá công khai mã số 20, giá là 1.750.000 cộng ship nha mọi người, 1.750.000 cộng ship mã số 20. Tiếp theo mã số 21. 21 lên cho mọi người một con Daiwa Kit một bạn một dòng khá là hiếm. Thì đây một con Daiwa Kit 3500. Thì đây một con Daiwa Kit của Nhật sản xuất nha, Mercedes-Benz. Thì Kit 3500 thì nó có xây tương đương với là xây 5000 Shimano. Đây. Cước số 4 như được 200m, cước số 5 như được 150m. Nồi nó còn tương đối mới nha mọi người, nồi rất là mới luôn. Đây. Tổng thể đây, tổng thể còn ok ha mọi người. Ừ.
nói chung thì máy không có xuất sắc gì nhiều. Đất này đó. Máy thì dạng giống như là sơn nguyên sinh sơn luôn nha, chứ không dạng sơn lại đâu. Đó. Máy rất là đẹp. Còn lăn thì có xuất sắc què điểm nè. Đó. Nhưng mà tổng thể ok, máy hoạt động này ngon mượt rồi. Thì dòng kit này thì thấy nhiều anh em câu lóc gừng, câu đánh giá thiệt hay đánh loại này, nó độ khỏe và độ châu bò nó rất là im nha mọi người. Rất đầy đủ nha, hoạt động chân chu, quay ngược ok, quay tới ok. Rồi giá cũng khang mã số 21, giá là 2.600.000 mọi người, 2.600.000 mã số 21. Theo mã số 22 lên cho mọi người là một con máy Shimano Twin. Thì đây một con máy Shimano Twin 2000, cước số 2 sẽ được 150m. Shimano Twin này hàng của Nhật nha mọi người, hàng khá thương hiệu của Nhật đây. Thì đây một con Twin đời 99 hay gì, đời 99, máy hoạt động rất là mượt nè, đó, chân chu ha. Thì tổng thể máy có xây sát nha mọi người, tổng thể máy có xây sát. Shop bản của giá cũng rất là mềm luôn, giá dạng giả thanh lý, đây, xuất sắc nha. Tổng thể xuất sắc nhưng được cái hoạt động thì chân chu rồi, con lăn quẳng lăn bình thường nha mọi người. Đó. Từ Win 2000, con này về anh em con lóc thả ga luôn, đó, rất là khỏe. Rồi giá cũng khang mã số 22, giá là 1.300.000 nha mọi người, 1.300.000 cộng ship mã số 22. Tiếp theo mã số 23. 23 lên cho mọi người một con máy của Shimano. Thì đây một con Shimano Beamaster 1000. Đó, có hai cối nha mọi người, một máy cối, một cối nông và một cối sâu. Đó. 1000 này chuyên về cho anh em nào câu cá suối, câu lua mà dạng đánh cảm giác, đánh cần UL, đánh cần UL, cận L thì đánh máy này. Đó, hai cối nhá. Tổng thể ngoại hình thì còn tương đối ok, đó, không có xây xát gì nhiều. Có quay điểm ít thôi, nhưng mà con máy này của Shimano Beamaster hàng Mã Lai sản xuất nhé. Đó, hai cõi cõi này quyền này bị oxy quá một tí nè, những ga ten thôi chứ không ảnh hưởng gì cho nha mọi người. Đó, hai cõi rất là ok ha, mười sóng nè, hoạt động chân chu nè, hoạt động tương đối mượt mà nha. Đó, rất là êm luôn. Lấy con để cứ ok nha mọi người. Bỏ cái chút. Cái này nó dưỡng khô dầu rồi. Đó. Chăm miếng dầu vô lại lấy ok đây lên. Đây, bị khô dầu nhá. Máy cũng mới về, chưa vệ sinh. Hoạt động im ngược nha mọi người. Rồi, giá công khai máy số 23, giá 1.800.000 nha. 1.800.000 cộng ship máy số 23. Tiếp theo máy số 24. 24 lên cho mọi người một con máy Shimano. Tiếp theo lên mọi người một con máy số 24. Thì 24 là một con máy Shimano. Đó. Thì đây một con máy Shimano Otega C3000. Mũi bên kiều rất là đã nha. Thì C3000 là một dòng máy body nhá, máy nhỏ gọn. Thì 3000 thì cước số 3 sẽ được 150m, cước số 4 sẽ được 100m. Thì máy tổng thể còn tương đối ok, không có xây xát nhiều, xước đây một tí nè. Máy này đặc biệt là của Nhật sản xuất nha, máy Seben đời 2009, có xây xát ở đây tí, nút châm dầu đầy đủ, hoạt động im mượt đây. Những con Otega này hoạt động khỏi bàn, hoạt động thì thôi luôn á, nói chung thì rất im, hồi ngược ok nè. Mày tới ok nè, phá dính nè, đó, rất liền nha. Rồi giá cũng khai máy số 24, giá 2.400.000 nha mọi người, 2.400.000 cộng ship máy số 24. Tiếp theo 25 bằng gậy một con máy Utira 4000. Đó, tiếng mua pin cũng nghe rất là đã, khá là đanh. Thì máy 4000 thì có xe tương đương ra tầm khoảng 4, thì cước số 4 sẽ được 150m, cước số 5 sẽ được 125m nhé. Máy này chuyên về anh em nào câu lóc, câu nhái thiệt, đồng thời anh em câu câu ngâm, câu lăn xe cũng rất là ok. Đó, máy 4000, máy cũng tương đối bự rồi,
tổng thể rất là đẹp nha mọi người, tổng thể rất là đẹp luôn. Còn lăng nữa đây, ok ha, hàng của Nhật sản xuất nha mọi người, hàng Otega của Nhật sản xuất. Dòng Otega này cõi bàn nó rất là mượt, máy hoạt động này chân chu ha, đó, ngon lành. ABS đầy đủ nha, phá dính nha, hoạt động êm mượt nè. Quay ngược ok, quay tới ok, đó, lấy cước ok. Rồi giá công khai máy số 25, giá 2,4 triệu luôn nhé, 2,4 triệu cộng ship máy số 25. Tiếp theo máy số 26, 26 lên cho mọi người một con máy Shimano Ultegra. Con này thì 4000 HG nha mọi người, dòng HG là dòng tua nhanh, 4000 HG, và con này cũng của Nhật sản xuất luôn, Ultegra 4000 HG của Nhật sản xuất. Máy thì còn rất ok rồi, mà rất là đẹp. Thì con này của nó có xây sát một vài điểm nha mọi người, chứ không đẹp như hai con kia đâu. Đây nó xước cái này, đây chỗ này nó hơi bị xước nè. Thì con lăn ok, không ảnh hưởng tới đường dây ga nha mọi người. Thì máy của Nhật sản xuất, 4000 HG. HG thì dòng tua của nó ra tầm khoảng 5.7 nha mọi người, 5.7, dòng tua tương đối nhanh, quay nè, tương đối lẹ nè, chân chu nha, hoạt động im mượt, ABS đầy đủ. Con này về cho anh em câu lùa thả ga luôn, quay tích ngược ok, quay tới ok, đó, êm mượt nha mọi người, mua bên trong. Đây, cước ok thì 4000, cước số 4 giữ được 150 m, cước số 5 giữ được 125 m nha. Rồi giá công khai máy số 26, giá là 2,2 triệu mọi người, 2,2 triệu cộng ship máy số 26. Tiếp theo máy số 27 lên cho mọi người một con máy của Shimano T-Win. Thì đây một con T-Win 2500, có cốt đổi trái phải nha mọi người, cốt đổi trái phải luôn đó. Thì nấm này đã được độ lên nè, nhìn rất là đẹp ha, được mấy nhiệt độ là nhìn rất là đẹp. Máy này tổng thể mới ra tầm khoảng 95% nha, rất là mới. Thì dòng T-Win này là đời 2005 nha mọi người, đời 2005, nút cam dầu nè, nguyên zin luôn. Nói chung thì tổng thể máy này là nguyên zin, máy rất là đẹp. Còn năng ở đây nó chỉ có cái nấm nấm bên kia nó bị độn rồi thôi, phần còn lại là đẹp, đẹp can xe ben, hàng của Nhật sản xuất, T-Win 2500. Thì cước số 2 sẽ được 100, cước số 2 sẽ được 170 m, cước số 2.5 sẽ được 150 m, cước số 3 sẽ được 120 m nhé. Tổng thể máy rất là đẹp, và nó được điểm thêm cái nấm độ này nè, nó nhìn nó rất là ngầu nhé. Máy thì hoạt động im thì thầm, dòng T-Win này khỏi bàn, rất là mượt nha, mượt mà, quay ngược ok nè, đó, ABS đây, pha dính đây, pha dính đây, quay ok, mượt mà nhé. Rồi giá công khai máy số 27, giá là 3 triệu nha mọi người, 3 triệu cộng ship máy số 27. Tiếp theo máy số 28 lên cho mọi người một con máy Ben, thì đây một con máy Ben của Mỹ nha mọi người, bên sụt đây. Thì đây một con Ben 4500. 4500 thì có xây tương đương ra tầm khoảng 5000-6000 Shimano nhé. Máy hoạt động ok, máy thì hoạt động rất là lực, hoạt động cái đồ giặt của cái máy á, rất là to, rất là dữ nha mọi người. Có hai cái nhông trên đây nè, đẩy lên đẩy xuống, nhông nó rất là bự luôn, cái đồ giặt của nó rất là cao. Con này về cho anh em nào câu mà dạng tải chì lớn á, anh em muốn câu máy nhỏ mà tải chì lớn á, thì lấy mấy con Ben này về, dạng nồi đồng có đá, quay là im gu luôn đó. Bên sống nhá, con lăn lăn bình thường đó. Tổng thể ngoại hình thì còn rất là ok rồi, nó chỉ mắc cái tem bên đây thôi đó. Hàng Việt này sản xuất, giá tiêu của nó 5.1.1 đó. Máy hoạt động ok ha,
Rồi, giá công khai máy số 28, giá 1 triệu 5 mọi người, 1 triệu 5 cộng ship máy số 28. Hay lên tiếp cho mọi người một con máy số 29. Thì 29 là mọi người một con đã qua CTS. Thì dòng CTS là một dòng CTS 2500, dòng custom có sâu nhá. Thì con này khách gỡ thanh lý nha mọi người. Khách gỡ thanh lý, khách đã đổ cái núm chống ngã nè. Đó. Núm chống ngã này thì có thể ship được. Thì con này 2500 thì có xây tương đương gây tầm khoảng 3000 nhé, cước số 3 là 150m. Thì dòng CTS thì một dòng máy đời cao cấp này, hàng của Nhật sản xuất nhé. Tay quay chiếc răng, tổng thể máy thì còn nhìn còn khá ok. Thì thông số trên cối thì nó sẽ bị bay màu một tí nè. Máy xây sát nè, máy vẫn có xây sát nhé. Tổng thể ok. Đó. Những con CTS này quay rất là lực nha mọi người, quay rất là lực luôn, lực và mượt mà. Cũng thấy rất là nhiều anh em săn loại này về đánh. Bản này giống như là một cái bản nâng cấp của kit vậy đó. Cao cấp, máy hoạt động rất là mượt ha, kích thước ok. Thì con này khách bảo thì nó sẽ quay con lăn này nè, nó sẽ kêu nha mọi người đó. Thì mình bán thì mình bảo cho anh em rõ ràng vậy luôn. Anh em nào về có mặt đạn con lăn này thì anh em thay giúp mình nhé. Rồi, giá công khai con máy số 29, giá 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cộng ship máy số 29. Tiếp theo máy 30. 30 lên cho mọi người một con máy Daiwa CTS. Thì con này đời 2013 2014 nha mọi người. 2013. Máy của Nhật sản xuất. Thì con này ngoại hình nó mới ra tầm khoảng 95-93%, máy rất là mới luôn. Thì đây một con CTS 2508BE. Máy có mặt siêu nè. Thì đời này nó sản xuất công nghệ mặt siêu hết nha mọi người. Đây, con lăn mặt siêu luôn. Đó. Máy này nó kháng muối, kháng nước luôn. Máy rất là đẹp. Máy này thì cũng rất là nhiều anh em câu. Máy rất là khỏe, tiếng kêu rất là đành nha. Máy rất là đẹp, chỉ có sức dâm dạng sức lông mèo thôi, nhưng mà tổng thể ok hết. Máy khỏi bàn. Thì con này cước BE 0.8 giờ 150m, BE số 1 giờ 120m nha. Bị bay thông số đây. Máy thì hoạt động im mượt đây. Im thì thầm luôn. Cốt là cốt trợ lực nha mọi người, hỗ trợ mặt đạn. Mọi người ok. Thắng ABS đầy đủ nha, hoạt động thì im mượt rồi. Rất là đã. Rồi, giá công khai máy số 30, giá là 3.8 triệu nha mọi người, 3.8 triệu máy số 30. Tiếp theo máy số 31. 31 lên cho mọi người quẳng một con máy Daiwa CTS. Thì đời 2013 nha mọi người, 2013-2014. Thì con này một con Daiwa CTS 2510 nha mọi người. BEH dòng tua cao. Thì con này dòng tua khoảng 5.7 nha mọi người. 5.7. Hoạt động rất là mượt rồi, khỏi bàn, mượt mà. Mũi bên kia cũng rất là đanh nha. Thì con này nó có xây tương đương là tầm khoảng máy 2500-3000 Shimano nhé. BE thì BE số 1 vừa được 200m, BE số 1.5 vừa được 150m nha mọi người. Đó, máy thì có mặt siêu đỏ. Máy có mặt siêu hết. Đây, mặt siêu của máy luôn. Đó. Con lăn rất là đẹp. Tổng thể máy còn rất là ok. Đó. Ngoại hình ra tầm khoảng 95-93%. Máy rất là đẹp. Khỏi bàn về chất lượng, tay quay đây. Đó. Đây. Rất chi là ok ha. Con này về cho anh em lua chẽm nè, lua lóc. Đó. Câu nước mặn, nước ngọt thả ra. Đó, vô tư luôn, hoạt động rất là mượt. ABS đầy đủ, hoạt động mượt mà nhá. Im ru. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó. Rồi, giá công khai máy số 31, giá vẫn là 3.8 triệu nữa người, 3.8 triệu máy số 31. Tiếp theo máy số 32.
32 lên 90 là một con máy Daiwa CTS. Thì đây một con CTS đời 2016 nha mọi người, đời 2016. Nội rất là đẹp nè. Thì con này một con CTS 2506 2508 PA. Đó. Nội tương đối đẹp. Tổng thể ngoại hình thì con này có xây sát nha mọi người, nó gõ, con này có xây sát. Đây, nó bị xước sơn, chốc lớp sơn nè. Đó. Máy cũng là máy của Nhật sản xuất nha. Cái này do ta câu mà bảo quản không kỹ đây. Đó. Mà tổng thể ok. Xước ở đây một tí nữa. Con lăn thì nó bị xước thế này. Đó. Dạng cái này là cái phần carbon đó, nó bị vỗ vỗ. Nhám nhám đây. Đó. Nhưng mà con lăn thì vẫn lăn bình thường, không ảnh hưởng đường dây nhé. Nói chung thì máy này có xây sát nha. Đã gõ máy xây sát. Thì máy này quẳng sủ công nghệ là mặt siêu của Daiwa. Đó. Kháng nước, kháng muối. Hoạt động ok nha mọi người. Đó. Về anh em câu nước ngọt, nước mặn thì thả ra. Rồi là bộ bình sóng. Đó. Rồi giá công khai mã số 32, giá là 3,2 triệu mọi người, nhãn giá rất là mềm, 3,2 triệu, quý anh em câu thả ra luôn. Rồi mã số 32, con này 33, thì đây một con Daiwa CTS đời 2016, thì con này con 2510 nha mọi người, BH chỗ của người mặt siêu. Thì con này nó mới nha mọi người, tổng thể của anh con này ra tầm khoảng 93% nha, máy rất là mới, 93-95%, hàng của Nhật sản xuất, đời 2016, đời cao. Thì con này bia số 1 vô được 200m, bia 1.5 vô được 150m, con này còn rất là đẹp luôn. À, quay rất là mượt nha mọi người, quay mượt mà bao lỗi lầm, ABS đầy đủ, công nghệ mặt siêu, dầu tự tính, máy im crew, còn lần nữa đây, rất là đẹp ha. Rồi giá công khai mã số 33, giá là 4,3 triệu nha mọi người, 4,3 triệu mã số 33. Tiếp theo qua đây, qua đây là những con máy dạng câu ngâm săn hàng. Đó. Tiếp theo là một con máy Daiwa Tournament, một con Daiwa Tournament 2000 AX nha mọi người, 2000 AX. Thì con này có xe tương đương tập khoảng 8000, 8000 Shimano, cước số 8 với 150m, cước số 7 với được 170m. Con này chạy là 11 bạc đạn nha, 11 bạc đạn. Đó. Máy thì còn tương đối rất là mới rồi, hàng của Nhật sản xuất Japan. Máy thì đổi trái phải bình thường nhé, con lăn chơi lực luôn, cốt và cốt chơi lực, tay quay nấm gỗ, hàng đây qua máy rất ok, nồi thì đẹp đây. Đó. Con này quay anh em câu biển, câu ngâm, câu thả ga luôn. Đó. Cả là một cả là vô tư, hoạt động êm mượt nhé, ngược ok, ABS đầy đủ, quay ngược ok, quay tới ok. Rồi giá công khai máy số 34, giá là 2,2 triệu nha mọi người, 2,2 triệu cho máy số 34. Tiếp theo lên đây, bốn con máy cuối cùng. Tiếp theo máy số 35, 35 lên cho mọi người một con máy Shimano B-Master 6000 BG. Thì đây một dòng máy của Nhật sản xuất nha mọi người, một trong những dòng máy của Bio đời cuối cùng của Nhật sản xuất đây. 6000 BG. Thì máy 6000 thì cứ số 6 sẽ được 150m nhé. Số 6 sẽ được 150m. Máy hoạt động thì ok, ổn áp rồi. Đó. Rất là mượt nha. Bộ pin là bộ pin sóng. Này cứ ok. Đó. Tổng thể ngoại hình thì có xe sát nha mọi người, xe sát. Thông số cước đây, cước số 6 sẽ được 170m, cước số 5 sẽ được 210m nha. Và thông số bia, nồi thì còn tương đối mới, không bị muối ăn. Đó. Nắp ở đây ok nhé, con lăn thì có xe sát nè,
Đó. Xây sát ở ngoài thôi, nhưng mà con lăng còn rất là đẹp nha. Đây cũng vậy, rất là ok. Tổng thể ngoại hình đẹp. Đó. Có xây sát dài điểm thôi. Máy hoạt động ok im mượt, lắc quay nè. Đó. Đó. Rất đẹp nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai mã số 35, giá là 2,7 triệu mọi người, 2,7 triệu cộng ship mã số 25. Mã số 35, 2,7 triệu cộng ship nhé. Tiếp theo lên tiếp mọi người một con máy số 36. Một con máy Ascension của Shimano nha, một con máy Shimano AW8000HG. Thì dòng AW của Shimano thì một dòng máy chuyên về anh em câu biển nhé, câu biển kháng muối nhé. Máy rất là đẹp. Con này thuộc dạng hàng trưng bày nha mọi người. Nó chỉ xước ở đây một tí thôi. Đó. Tất cả còn lại rất là mới luôn. Đó. Con này mà anh em câu biển nè, câu ngâm, đánh gần, vô tư. Máy rất là đẹp. Thì con Ascension này của Mala sản xuất nha mọi người, hàng Mala sản xuất. Thì chuyến này shop về được hai máy. Một máy AW8000HG, một máy BG. Đây. Con này là một con BG, hai con thì như nhau, mới ken xà beng, máy rất đẹp. Thì máy 8000 thì cước số 5, cước số 8 sẽ được 160m, cước số 6 sẽ được 230m. Be thì anh em có thể be số 5 sẽ được 250m, be số 4 sẽ được 300m nhé. Máy thì hoạt động rất là mượt đây, một con máy dạng rất là mới luôn, vì rất là ít sử dụng nên hoạt động thì khỏi chơi. Đó. Mượt mà nha, quay ngược ok nè. Đó. Rất là mượt, bát đầy đủ nha. Đó. Mượt mà chân chung. Rồi giá công khai mãi số 36, giá 2,5 triệu mọi người, 2,5 triệu máy số 36, theo quay núm tròn bự. Đó. Tiếp theo mãi số 37 vẫn vậy thôi, một con AW8000BG. Anh em câu gần câu ngâm, máy thì đổi trái phải bình thường nha mọi người, máy đổi trái phải bình thường, hoạt động rất là mượt. Máy là sản xuất thì thông số thì nó sẽ giống như máy số 36 thôi, nhưng BG thì dòng tua nó sẽ chậm hơn một tí, dòng tua khoảng 4.6. máy hoạt động rất là êm nha mọi người. Ngon lành không lỗi. Bán hàng thì cho mọi người kiểm tra hàng trước luôn. Mọi người thấy không giống clip mà không thoải mái quay lỗi thì mọi người cứ gỡ quay. Đó. Máy rất là đẹp nha. Vẫn có xước ở đây một tí nè. Một điểm nhỏ này thôi. Đó. Quay kỹ cho mọi người xem luôn. Con nặng nó đây. Xước ở đây một tí nữa. Rồi ok. Giá công khai máy số 37. Giá 2,5 triệu nha mọi người. 2,5 triệu cộng ship máy số 37. Tiếp theo máy cuối cùng, một con máy cối nông, một con Bea Sub. Đó, một con Bea Sub hàng của Shimano, máy số 39. Máy có 3 tuner xả cực nhanh. Đây, rất là cứng nha. Quay nhẹ cái. Đó. Thì máy này có hai cối, một cối tiếp 3, một cối tiếp 5. Đó. Tiếp 3 thì be số 2 như được 200m, be số 3 như được 130m. Tiếp số 5 thì be số 4 như được 175m, be số 5 như 140m. Thì hai cối này thì chi là cối carbon và carbon xịn nha mọi người, rất là bền nhá. Con này có thể câu gần, câu lục. Đánh gần và đánh lục chuyên về cho máy này. Thì nó hỗ trợ ba tuner xả cực nhanh, thì anh em có thể đóng cá và dòng cá rất là khỏe nha. Máy cái nút châm dầu nè, thuận tiện cho anh em bảo trì máy. Ngoại hình tổng thể máy thì có xây sát ít thôi. Đây một điểm nè, đó. Đây một điểm nè, con lăng rất là đẹp nha. Thì dòng Bea Sub này thì rất là nhiều anh em lục mà sang ngoài về đánh. Đây, nó không có xuất sắc gì nhiều hết. Đây. Rất là mới nha mọi người. Thì máy hoạt động rất là mượt rồi. Đó. Bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước luôn nha.
hoạt động trơn tru nha mọi người. Đó, dạng hàng về sân hàng. Rồi, giá công khai mã số 39, giá là 3 triệu nha mọi người. Đó, 3 triệu cộng ship mã số 39, hai cổ nha. Máy rất là ok luôn. Rồi. Mọi người cần cái gì á cứ gọi thẳng vào số điện thoại shop để góc này màn hình, hoặc anh mọi người có thể để lại số điện thoại ở phần comment, shop sẽ tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.